Mến chào cô chú anh chị em đến với kênh Lộc Hưng miền Tây. Hôm nay Lộc Hưng sẽ chia sẻ video thành quả của ông chú. Ông đi đặt chấm lương. Đây là ông chú ông đặt chấm lương mùa nước nổi ở miền Tây nè. Những con lương ông mới chút ở trong chấm ra. Lương đồng bây giờ không còn nhiều nữa mà không còn con to bự nữa. Nó nhỏ nhỏ không à, lâu lâu mới được mấy con to bự. Đây được mới được cái con to bự quá trời nè. Nó vàng ngỉnh luôn. Quá đã. 40 cái chấm mà có được mấy con lươn. Nhỏ lớn, nhỏ có, lớn có. Đó. Wow. Được mấy con bự ngon quá. Sản vật mùa nước nổi của quê mình thì bây giờ nó cũng không có phong phú, không có đa dạng, không có nhiều nữa. Mình ở chỗ này nước nổi nó cũng ít nên nó không có cá tôm gì nhiều. Đây là mình đang quay cảnh ông chú ông đi thăm chấm lương sau một đêm. Buổi sáng ông đi đổ ông bán cho chỗ vựa cá luôn. Lương đồng 100% luôn, ông đặt ở trên ruộng á. Nhiều đây vậy chứ cũng cả mấy lạng à, trên nửa ký chứ không có ít đâu. Đây cái chị giữa cá này chị đang mua lương lại của ông chú mình. Đây là 40 cái chấm lương nè. Cái chấm ống chấm được làm từ ống nhựa PVC. Một đầu thì bịt lại, còn một đầu thì đặt cái hôm chấm. Đây, mình có sôi lỗ để cho con lươn nó thở, nó không bị chết. Đây là cái hôm nè cả nhà. Đây là cái hôm để con lươn nó chui vào đó và nó không có ra được. Cái hôm này thì mình tự làm. Rồi đây cùng lấy thành quả đây, những con lươn nhất, lươn to bự nhất thì sẽ để riêng. Và lươn nhỏ hơn thì gọi là lươn nhì sẽ để riêng. Cân hai thứ. Những cái con bự thì bán cho người ta, những con nhỏ thì mình đem về nhà mình ăn. Không biết ở nơi của các bạn mùa nước nổi có được cá tôm nhiều không? Chứ ở mình thì ít lắm, hiếm lắm. Được như thế này là mừng lắm rồi. Đây được hai con bị Sipachao rồi. Yếu quá nên chết. Nghe có anh kia anh ngỏ lời muốn mua hai con này về kho xả kìa. Còn những con nhỏ còn để lại ông chú ông gom về để nhà ăn. Người ta chỉ mua lương bự thôi. Đây là vựa cá của chị này, bán đầy đủ cá luôn. Có mấy con cá dồ khủng, chà bá luôn. Đó nè, cái anh này ảnh mua lại hai con lươn chết hồi nãy nè. Với giá 30.000. Hai con lươn chết và 30.000. Cũng có giá lắm chứ bộ, đem về kho xả. Khoái cười. Lâu lâu mới gặp được cái lươn độc này chứ bộ, đâu phải dễ đâu, còn ngoài chợ đa số là lươn nuôi không. Nghiệp ông chú mình giờ trời đang mưa mà ổng đi dầm mưa đặng đi thăm chấm về kịp nó bán cho người ta. Rồi đây là thành quả được hai loại lương nè, này là loại lương nhất. Bên kia là loại lương nhì. Hai bọc là hơn 6 lạng. Rồi là ok rồi, mấy trăm ngàn. Một ngày đi đặt lương bữa nay được trúng mánh được mấy trăm ngàn. Rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mình xin kết thúc video.
Xin chúc cả nhà có được nhìn thật nhiều sức khỏe. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong một video kế tiếp. Nhớ đăng ký và ủng hộ kênh Lộc Phương Miền Tây mình nha. Rồi xin chào cả nhà nha.